Theo Naval Technology, tàu khu trục lớp Mieznik đầu tiên đang trong quá trình phát triển cho Hải quân Ba Lan và dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ năm 2029. Mieznik là lớp tàu khu trục đa năng được chế tạo nhằm hiện đại hóa lực lượng hải quân cũng như củng cố ngành công nghiệp quốc phòng của Ba Lan và đóng góp cho NATO. Theo nhà sản xuất, thiết kế của tàu khu trục lớp Mieznik dựa trên khinh hạm Arrowhead 140PL của Anh. Mieznik có khả năng thực hiện một loạt các nhiệm vụ như đảm bảo an ninh cho các tuyến đường biển liên lạc và cơ sở hạ tầng quan trọng. Về thông số kỹ thuật, tàu khu trục lớp Mieznik có chiều dài 138m, rộng 20m, cao 10m và có lượng giãn nước khoảng 7.000 tấn. Tàu có sức chứa từ 100 đến 120 người và có thể hoạt động liên tục trên biển trong 30 ngày. Sử dụng 4 động cơ đẩy diesel, Mieznik có thể di chuyển với vận tốc tối đa khoảng 52 km/h và có tầm hoạt động lên tới 14.816 km. Tàu khu trục lớp Mieznik sẽ được trang bị hệ thống quản lý chiến đấu Tacticos, sóng siêu âm, cảm biến hồng ngoại và radar, mang lại khả năng giám sát, phát hiện, theo dõi và phân loại các mục tiêu trên không và mặt đất. Ngoài ra, tàu cũng được tích hợp hệ thống tìm kiếm và theo dõi hồng ngoại Artemis cũng như radar điều khiển hỏa lực Storm 1.2 EO Mark II. Về hỏa lực, tàu được trang bị hệ thống tên lửa phòng không Sea Scepter, giúp bảo vệ các tàu hải quân trước các mối đe dọa trên không và trên biển như tên lửa diệt hạm siêu âm và tàu mặt nước không người lái. Hệ thống này sử dụng bệ phóng tên lửa thẳng đứng Mark 41 và tên lửa module phòng không thông dụng của MBDA. Bên cạnh đó, tàu còn được lắp đặt hải pháo ô tô Melara 76mm, pháo phòng không OSU 35K 35mm sử dụng loại đạn có thể lập trình SAP-35, module vũ khí điều khiển từ xa và ống phóng Gloy Eurotop MU-90 Impact cho các nhiệm vụ tác chiến chống ngầm. Theo tiến độ hiện tại, lễ cắt tôn đóng tàu lớp Mieznik đầu tiên đã bắt đầu từ tháng 8 năm 2023, dự kiến sẽ hạ thủy vào tháng 1 năm 2026 và bàn giao cho Hải quân Ba Lan vào tháng 6 năm 2028. Tàu khu trục thứ 2 dự kiến được giao vào tháng 9 năm 2029 và tàu thứ 3 vào tháng 8 năm 2030.